Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Thổ cung cấp đạn cho Ukraine, Kiev bỏ chiến thuật NATO. Ukraine lo lời tiên tri tự ứng nghiệm trong phản công. Trung Quốc chỉ trích các nước chính trị hóa vành đai con đường. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thổ cung cấp đạn cho Ukraine, Kiev bỏ chiến thuật NATO. Đạn chùm M-483A1 của Mỹ sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất trên chiến trường Ukraine, khiến truyền thông Nga phẫn nộ, quân đội Ukraine từ bỏ chiến thuật phương Tây. Trong khi đó, quân Nga phàn nàn không thể chống pháo Ukraine. Trang bình luận quân sự của Nga cho biết rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ giữ thái độ trung lập trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chống lại Ukraine, nhưng quân đội Ukraine đã nhận được đạn chùm M-483A sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và tích cực sử dụng chúng. Mặc dù Mỹ, Ukraine và cả Nga đều không ký Công ước Quốc tế về sản xuất, tàng trữ và sử dụng bom đạn chùm. Mặc dù đạn chùm M-483A do Mỹ viện trợ cho Ukraine nhưng được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ và việc cung cấp đạn chùm M-483A cho Ukraine thể hiện một bước đi không thân thiện của Ankara đối với Moscow. Truyền thông Nga cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 20.000 quả đạn pháo chùm M-48A1. Ankara cần phải làm rõ sự việc này. Hành động như vậy của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ vị thế trung lập mà quốc gia này tuyên bố từ lâu. Mới đây nhất, vào tháng 5 năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố những hình ảnh cho thấy quân đội Ukraine đang sử dụng đạn chùm M-483A1 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nhiều khả năng đây là lô đạn chùm đầu tiên mà Ukraine nhận được từ nước khác. Vào thời điểm đó, giới truyền thông Nga và các blogger quân sự tức giận bất thường, nhưng cả Moscow và Ankara cũng như truyền thông nhà nước Nga đều giữ im lặng về việc này. Điều đáng chú ý là sau khi một số lượng lớn đạn chùm do Mỹ viện trợ cho Ukraine xuất hiện trên chiến trường, quân đội Nga dường như không có hành động trả đũa tương tự. Giới phân tích cho rằng đây không phải là tính nhân đạo của Moscow. Nga là quốc gia không ký công ước về bom đạn chùm. Các bên ký kết cũng đã từng sử dụng đạn chùm, đạn nhiệt áp, đạn phốt pho trắng và họ tỏ ra không nương tay. Vậy theo suy đoán, khả năng lớn nhất là quân đội Nga thiếu đạn chùm trong kho. Có khả năng họ đã sử dụng hết trên chiến trường. Theo tờ New York Times, mặc dù quân đội Ukraine vẫn được truyền thông phương Tây ca ngợi là đang tiến bộ và có những bước tiến lớn trên chiến trường, tuy nhiên quân đội Ukraine rõ ràng đã từ bỏ các chiến thuật được sử dụng khi bắt đầu phản công, đặc biệt là cách vượt qua các bãi mìn. Lý do, theo tình báo Anh, là địa hình khu vực chiến đấu đang thay đổi theo thời gian. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, sau 18 tháng, trong điều kiện mùa hè ấm áp và ẩm ướt, cỏ dại và cây bụi mọc nhanh hơn. Và những cây bụi dại này, mặc dù giúp bộ binh Ukraine bí mật tiếp cận mục tiêu, nhưng ngược lại, chúng cũng ngăn cản bộ binh tiến lên. Tờ New York Times đã đăng một bài báo cho biết, sau cuộc thử nghiệm ở khu vực Zaporizhia, quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật và không còn sử dụng các chiến thuật do phương Tây chỉ dạy nữa. Hiện tại, quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa chính xác tầm xa, tấn công vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần, các trận địa pháo tầm xa và phòng không của Nga, và tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công bằng bộ binh quy mô nhỏ. Chỉ sau khi mở ra một lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của quân đội Nga, chiến thuật của phương Tây mới có thể được sử dụng lại. Tờ Thời báo New York cho rằng, chiến thuật hiện tại của quân đội Ukraine khiến quân đội Nga cảm thấy rất đau đớn. Các phóng viên quân sự Nga thừa nhận rằng quân đội Nga bất lực trước pháo binh của Ukraine do phương Tây viện trợ. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết 71% vũ khí trang bị quân sự của Nga là loại hiện đại, nhưng pháo binh Nga lại kém hơn đáng kể, đặc biệt là khi đối đầu với các loại pháo tầm xa do phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine. Thiếu tá Khodakovsky, chỉ huy tiểu đoàn phương Đông của Nga phàn nàn rằng tình hình khó khăn nhất mà quân đội Nga phải đối mặt là thiếu phương tiện phản công thông thường và không có khả năng chống lại những đợt pháo kích của Ukraine. Kênh Telegram ủng hộ Điện Kremlin tuyên bố rằng 90% thương vong của quân đội Nga là do pháo binh Ukraine gây ra trên hướng Orekhova. Pháo chủ lực 2A65 Mustar-B của quân đội Nga đã thất bại trước lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine khi đạn pháo của M777 có tầm bắn 30 km trong khi Mustar-B của Nga có tầm bắn tối đa chỉ 24 km khi bắn đạn thông thường. Mặc dù pháo 2A65 Mustar của Nga có tầm bắn tối đa có thể đạt tới 28,9 km khi dùng đạn tăng tầm, nhưng quân đội Nga lại thiếu loại đạn đặc biệt này, chưa kể các loại đạn dẫn đường chính xác như Excalibur của Mỹ có tầm bắn xa hơn và mức chính xác cao hơn. Ngoài những lỗ hổng về tầm bắn, tốc độ phản pháo và đạn dẫn đường chính xác, pháo binh Nga còn kém nghiêm trọng về khả năng chống pháo và công nghệ ảnh vệ tinh của Roscosmos đi sau phương Tây rất xa.
nhất là khi độ phân giải cao. Theo các chuyên gia độc lập nhận xét, những vệ tinh quân sự của Nga, độ phân giải thậm chí còn thua kém các vệ tinh thương mại của phương Tây. Còn radar trinh sát pháo AN/TPQ-36 của Mỹ viện trợ cho Ukraine vượt xa các loại radar cùng thời của Nga. Kênh Telegram, sĩ quan tình báo quân sự tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đã biết từ nhiều thập kỷ trước rằng quân đội Nga lạc hậu về pháo binh so với Mỹ và NATO, nhưng không có bất cứ biện pháp nào để thay đổi. Mặc dù pháo binh là hỏa lực chủ yếu của lục quân Nga, nhưng điều cần phải giải thích là ngay cả khi quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật, thương vong ở tiền tuyến của họ vẫn không nhỏ. Bom mìn, pháo kích và không quân Nga đều gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Chiến thuật của quân đội Ukraine hiện được coi là phù hợp nhất là tấn công quy mô nhỏ kết hợp với liên tục bị pháo kích vào phía sau, làm khả năng phòng ngự của quân đội Nga suy yếu. Việc tấn công bằng hiệp đồng quân binh chủng như chiến thuật của NATO không những khó tạo đột phá mà còn có khả năng gây tổn thất lớn hơn. Quân đội Nga dường như bất lực trước chiến thuật mới này của Ukraine, nhất là việc quân đội Nga đang thiếu quân, buộc phải chuyển một số lực lượng ở khu vực Crimea đến mặt trận Bakhmut để đề phòng Bakhmut sụp đổ. Nên nhớ, thành phố này Nga phải rất vất vả mới giành lại được, nhưng công sức của lính đánh thuê Wagner. Ukraine lo lời tiên tri tự ứng nghiệm trong phản công. Dù tự tin về chiến dịch phản công, Ukraine đang lo ngại những thông tin và kỳ vọng không thực tế có thể ảnh hưởng nỗ lực hỗ trợ của phương Tây. Ngày 5 tháng 8, dẫn lời giới chức Ukraine và những người ủng hộ bày tỏ sự tự tin về tiến triển trên chiến trường, nhưng cảnh báo về điều họ cho là những dự báo không thực tế trên truyền thông có thể dẫn đến hiểu lầm rằng Kyiv không thể thắng. Hai điều mà chúng tôi luôn kêu gọi các đồng minh của mình là hỗ trợ vũ khí và kiên nhẫn, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói. Dù được trang bị vũ khí, thiết bị mới của Mỹ và các nước phương Tây khác như xe tăng, tên lửa tầm xa và đạn pháo, Ukraine thiếu sức mạnh không quân và gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ người Nga. Quân Nga đã gài vô số mìn trên khắp chiến tuyến, lập hàng rào chống tăng và đào hào phòng thủ. Ukraine phản công nhanh hay chậm? Kể từ khi cuộc phản công được phát động vào tháng 6, Ukraine đã giành quyền kiểm soát lại khoảng 241 km vuông lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia, ông Shark và các quan chức khác nói rằng quân đội Ukraine đã ưu tiên bảo toàn binh lính và vũ khí của mình trong khi tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Ukraine đã bắt đầu tăng quân ở miền Nam tiến hành tấn công quy mô nhỏ để kiểm tra phòng tuyến của Nga. Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Ukraine dường như đã chần chừ trong việc triển khai một số đơn vị được huấn luyện và trang bị tốt nhất của họ và rằng họ đã không áp dụng các nguyên tắc đã được huấn luyện. Có một sự thất vọng là họ đã không sử dụng nhiều hơn sức mạnh chiến đấu mà họ có, một quan chức Mỹ cho biết. Một quan chức khác cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ yêu cầu cho cuộc phản công, bao gồm 500 xe tăng và hàng trăm xe bọc thép. Chúng tôi tin tưởng rằng họ có khả năng chiến đấu đáng kể và sẽ sử dụng khả năng đó vào thời gian và địa điểm họ chọn để bảo vệ đất nước và giành lại lãnh thổ. Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ việc chiến dịch phản công tiến triển quá chậm. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang đối mặt với một kẻ thù đông hơn về nhân lực, pháo binh và mọi thứ khác. Chúng tôi phải là David trong trận chiến chống lại Goliath. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải thông minh. Lời tiên tri tự ứng nghiệm. Chuyên gia, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết ông lo ngại rằng các nhà hoạch định chính sách và giới truyền thông có thể đặt kỳ vọng quá cao đối với người Ukraine. Ukraine và những người ủng hộ phương Tây nói rằng những kỳ vọng không thực tế đó có thể có lợi cho Nga vì Moscow đang đánh cược rằng các đồng minh NATO theo thời gian sẽ mệt mỏi với việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv và cuối cùng sẽ muốn Ukraine đồng ý nhượng bộ. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine William cho biết có nguy cơ rằng những kết luận quá ảm đạm về triển vọng của Ukraine có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Nếu mọi người có nhận thức rằng người Ukraine không thể giành chiến thắng, thì chúng tôi sẽ không cung cấp cho họ những thứ họ cần để giành chiến thắng. Ông phân tích, Ukraine cho rằng sức mạnh không quân là một trong những lĩnh vực quan trọng mà họ cần sự giúp đỡ của quốc tế. Các cựu quan chức và nhà phân tích quân sự cho biết không có lực lượng không quân đủ mạnh để có thể dọn đường cho lực lượng bộ binh. Ukraine đang cố gắng giành lại lãnh thổ chỉ bằng các đơn vị pháo binh và thiết giáp. Lực lượng Ukraine và Nga đều không đạt được những bước tiến lớn trong thời gian gần đây. Một nhà khoa học chính trị cấp cao tổ chức tư vấn Mỹ cho rằng không bên nào có cơ hội thực tế để giành được một chiến thắng dứt khoát. Do đó, Mỹ nên bắt đầu chuẩn bị cho một kết quả bất phân thắng bại và xem xét các lựa chọn cho một giải pháp ngoại giao cuối cùng, ông Trump nói. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc một số thế lực đang cố gắng chính trị hóa sáng kiến vành đai con đường BRI của Bắc Kinh sau khi có thông tin Ý sắp rút. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh
một số thế lực đang thổi phồng và chính trị hóa các hoạt động trao đổi kinh tế, văn hóa giữa Trung Quốc với Ý thông qua BRI. Bắc Kinh không nêu đích danh những thế lực này, song cho rằng những nỗ lực như vậy chỉ nhằm tạo ra sự chia rẽ và cản trở hợp tác. Ý bắn tiếng rút khỏi BRI. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Trung Quốc lên tiếng về hợp tác với Ý trong khuôn khổ BRI. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ý đã bắn tiếng về khả năng rút khỏi BRI, vốn tự động gia hạn vào năm 2024 nếu không có bên nào phản đối. Trong cuộc phỏng vấn đăng tải hôm 30 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto phê phán quyết định gia nhập BRI của chính phủ Ý hồi năm 2019. Theo ông Crosetto, đây là một quyết định ngẫu hứng và Ý không được hưởng lợi gì nhiều từ việc gia nhập. Bộ trưởng Quốc phòng Ý cũng cho rằng vấn đề hiện nay là làm thế nào để rút khỏi BRI mà không gây tổn hại quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc vừa là một đối thủ cạnh tranh nhưng cũng là một đối tác, đó là sự thật, ông Crosetto nêu quan điểm. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng ám chỉ về khả năng đi hay ở lại BRI hồi tuần trước. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trước tháng 12, bà Meloni nói với đài truyền hình Fox News của Mỹ trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 30 tháng 7. Thủ tướng Ý cũng cho biết vấn đề này cần thảo luận với chính phủ Trung Quốc và trong Quốc hội Ý. Theo bà Meloni, có một nghịch lý là dù Ý là một phần của BRI, song lại không phải là quốc gia G7 có thương mại lớn nhất với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Ý kế đó lập luận rằng điều này cho thấy một nước có thể có quan hệ tốt với Bắc Kinh mà không cần tham gia BRI. BRI là một sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đưa ra vào năm 2013 với mục tiêu thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, sáng kiến này đã bị phương Tây chỉ trích là chiến lược bẫy nợ, trong đó Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng ở các khu vực bằng cách cho nhiều nước vay. Đến khi các nước này mất khả năng chi trả, sẽ phải nhượng lại cổ phần hoặc quyền khai thác các dự án cho Trung Quốc. Trong 5 năm trở lại đây, Trung Quốc đã đưa ra một số sáng kiến toàn cầu để thúc đẩy ảnh hưởng như sáng kiến phát triển toàn cầu GDI, sáng kiến an ninh toàn cầu GSI và gần đây nhất là sáng kiến văn minh toàn cầu GCI. Trung Quốc nhắc khéo về hậu quả tiềm tàng. Truyền thông Trung Quốc, đặc biệt là các trang tiếng Anh, đã tập trung phản biện những cáo buộc của phương Tây về BRI trong tuần qua. Thời báo Hoàn Cầu nhận định hợp tác giữa Ý và Trung Quốc đã phát triển hơn kể từ khi Rome gia nhập BRI, đặc biệt là xuất nhập khẩu. Một đồ họa của tờ báo này dẫn số liệu từ phía Ý cho biết trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu từ Ý sang Trung Quốc đã tăng 58% so với năm trước. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng liên tục trong 3 năm liên tiếp từ năm 2019. Thời báo Hoàn Cầu cũng nhắc nhở Ý rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ý tại châu Á. Phần lớn thiết bị trong dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của Ý do Trung Quốc cung cấp. Trong một bài viết khác, có trích dẫn ý kiến chuyên gia, thời báo Hoàn Cầu bày tỏ cảm thông khi cho rằng Rome đang chịu các áp lực từ Mỹ và châu Âu phải rút khỏi BRI, nhưng cảnh báo sẽ là sai lầm nếu Rome nghĩ rằng việc rời khỏi BRI sẽ đảm bảo nước này nhận được cái gì đó từ Mỹ và châu Âu. Năm ngoái, nhóm G7 mà Ý là một thành viên đã khởi động sáng kiến đối tác đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu PGII. Sáng kiến này đặt mục tiêu huy động 600 tỷ đô la cho các nước có thu nhập trung bình và thấp trong đầu tư cơ sở hạ tầng. PGII được xem là một sáng kiến nhằm đối chọi với BRI, trong đó tận dụng sức mạnh của khu vực tư nhân với cam kết sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng, chất lượng cao và văn minh. Theo thống kê của Tân Hoa Xã công bố ngày 13 tháng 7, cho thấy hơn 150 nước đã ký bản ghi nhớ về việc tham gia BRI. Ý hiện là quốc gia G7 đầu tiên và duy nhất tham gia BRI. Sự hiện diện của Rome cùng một số nước châu Âu đôi khi được diễn giải là sự bảo chứng của phương Tây và sức hấp dẫn của sáng kiến do Bắc Kinh khởi xướng. Động thái khác lạ của Mỹ sau cuộc đảo chính ở Niger. Niger có vị trí quan trọng trong chiến lược chống khủng bố của Mỹ ở Tây Phi và Washington đã thể hiện mong muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện ở quốc gia này. Hôm 3 tháng 8, chính quyền quân sự Niger thông báo chấm dứt hiệp ước quân sự với Pháp, đồng nghĩa rằng 1.500 binh sĩ Pháp sẽ không còn có thể tiếp tục hiện diện ở quốc gia Tây Phi. Tuy nhiên, các tướng lĩnh nắm quyền ở Niger không nhắc đến khả năng cắt đứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ. Washington hiện có khoảng 1.100 binh sĩ đóng quân tại hai căn cứ không quân ở Niger. 10 ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra đảo chính, Mỹ vẫn có thể tiếp tục sứ mệnh chống khủng bố thông qua hai căn cứ ở Niger,
dù gặp phải những khó khăn, theo AP. Các tướng lĩnh đảo chính yêu cầu lực lượng Mỹ ở Niger thông báo cụ thể các kế hoạch xuất kích để các chiến đấu cơ có thể được tiếp dầu kịp thời. Niger hiện đang rơi vào cảnh khan hiếm nhiên liệu do bị một số quốc gia láng giềng áp đặt trừng phạt. Trong khi nhiều nước châu Âu sơ tán công dân, đóng cửa đại sứ quán, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện mong muốn tiếp tục duy trì sứ mệnh ở Niger. Theo giới quan sát, Niger là thành trì chống khủng bố cuối cùng và quan trọng nhất của Mỹ ở khu vực Tây Phi. Nếu từ bỏ ảnh hưởng ở Niger, Mỹ có thể tạo ra khoảng trống để các nhóm Hồi giáo cực đoan trỗi dậy, hoặc chính quyền quân sự có thể quay sang hợp tác với lực lượng đánh thuê Wagner ở Nga. Hai quốc gia láng giềng Niger gồm Burkina Faso và Mali đều ký hợp đồng với Wagner. Đại sứ quán Mỹ ở Niger vẫn hoạt động bình thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, Washington đã lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự Niger trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum để khôi phục tiến trình dân chủ ở Niger. Cho đến nay, Mỹ vẫn tránh gọi các cuộc khủng hoảng ở Niger là cuộc đảo chính, chỉ mong muốn quốc gia Tây Phi có thể khôi phục chính quyền dân sự. Theo AP, phản ứng của Mỹ ở Niger khác với cách Washington rút hoàn toàn nhân viên ngoại giao, đóng cửa đại sứ quán ở Sudan, một quốc gia châu Phi khác đang chìm trong bất ổn. Hiện tại, chúng tôi muốn tập trung vào các nỗ lực ngoại giao. John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, nói, chúng tôi tin là vẫn có thời gian và không gian cho các nỗ lực này. Ngoại giao luôn là lựa chọn hàng đầu. John Lechner, chuyên gia am hiểu về khu vực Tây Phi, nói Mỹ có thể sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở Niger, chấp nhận chính quyền quân sự ở một mức độ nhất định với điều kiện phải cam kết chuyển giao quyền lực, nghĩa là tổ chức cuộc bầu cử công khai. Hiện tại, binh sĩ Mỹ vẫn án binh bất động ở căn cứ không quân số 201 tại Angadez, thành phố có hơn 100.000 người sinh sống ở phía nam sa mạc Sahara, và căn cứ không số 101 ở Niamey, thủ đô Niger. Mỹ đã mất nhiều năm để xây dựng căn cứ, chi hàng trăm triệu đô la hỗ trợ và huấn luyện quân đội Niger. Kịch bản phải rút khỏi hai căn cứ này như những gì từng xảy ra ở Afghanistan là điều Mỹ không hề mong muốn, theo AP. Tây Phi là khu vực vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ khủng bố trỗi dậy, với hơn 1.800 vụ tấn công cực đoan xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023, khiến 4.600 người thiệt mạng. Các nhóm thánh chiến có liên hệ với khủng bố IS và Al-Qaeda hoạt động rải rác ở Tây Phi luôn tiềm ẩn nguy cơ trỗi dậy. Colin Clark, giám đốc nghiên cứu tại Công ty Tư vấn An ninh và Tình báo Shafan Group có trụ sở ở Mỹ, nói Mỹ vẫn luôn mong muốn duy trì hợp tác gần gũi với Niger để kiềm chế và kiểm soát mức độ ảnh hưởng của các nhóm thánh chiến trong khu vực, ông Clark nhận định. Điểm hy hữu vừa xảy ra đối với hai binh chủng của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rủi ro đối với quân đội trong bối cảnh lục quân, thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu trong lịch sử không có tư lệnh do vướng phản đối của một thượng nghị sĩ. Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng Mỹ, hai binh chủng của chúng ta sẽ hoạt động mà không có lãnh đạo do Thượng viện bổ nhiệm, Bộ trưởng Austin phát biểu tại một buổi lễ hôm 4 tháng 8. Đội ngũ mạnh cần lãnh đạo mạnh. Điều đó có vai trò trung tâm trong việc duy trì toàn bộ sức mạnh của lực lượng thiện chiến nhất thế giới, ông nói. Vị trí tư lệnh lục quân và thủy quân lục chiến nằm trong số hơn 300 đề cử của quân đội Mỹ đang bị Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của Đảng Cộng hòa cản trở. Nguyên nhân là ông Tuberville phản đối việc Lầu Năm Góc có chính sách thanh toán tiền đi lại cho nữ quân nhân nếu họ phải sang bang khác để phá thai hoặc dùng các dịch vụ sinh đẻ khác. Sau khi tư lệnh lục quân Mỹ, tướng James McCovey mãn nhiệm hôm 4 tháng 8, phó tư lệnh Randy Jagger lên nắm tạm quyền và được đề cử thăng chức. Tương tự, tướng Eric Smith cũng giữ chức quyền tư lệnh thủy quân lục chiến. Cả hai tướng có thể nắm tạm quyền nhưng cần sự phê chuẩn Thượng viện để chính thức trở thành tư lệnh. Do đó, họ không thể sử dụng văn phòng hoặc nhà riêng cấp cho tư lệnh, đồng thời không thể đưa ra quyết sách chính thức cho binh chủng mình phụ trách như cách lãnh đạo mới thường làm. Các quan chức cũng cảnh báo một số thẩm quyền như phân bổ ngân sách sẽ không được chuyển giao cho tư lệnh cầm quyền. Trong một bình luận gần đây, ông Tuberville cho biết việc lên lịch bỏ phiếu chấp thuận đề cử của quân đội là tùy thuộc vào Đảng Dân Chủ. Tôi không ngăn bất kỳ ai được phê chuẩn và tôi không ngăn bất kỳ ai bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ hoàn toàn có thể bỏ phiếu về những đề cử này, nhưng rõ ràng họ không muốn, ông Tuberville nói. Các đảng viên Dân Chủ khẳng định việc bỏ phiếu riêng lẻ cho từng đề cử sẽ mất nhiều tháng, làm lãng phí thời gian của Thượng viện. Trong quá khứ, các thượng nghị sĩ thường bỏ phiếu phê chuẩn hàng loạt khi có số lượng lớn đề cử. Họ chỉ thỉnh thoảng bỏ phiếu cho trường hợp riêng lẻ khi không có sự đồng thuận cao. Quốc hội Mỹ đang nghỉ hè nên sẽ không có diễn biến mới đối với các đề cử trong nhiều tuần tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.